ngồi thiền 12 năm nhưng mà trên đỉnh đầu em bị lõm. Tại sao lại bị như vậy? Lõm thiệt luôn á hả? Lấy tôi mang chiếc lên. Không à, cái đó là do cái nguyệt ở trên đó nó có cái tác động. Tại vì cái ngồi thiền á thụ nó nóc rồi, mình ngồi á mấy con không thấy gì, nhưng mà trước tiên á mình thấy mình có một ngày vui vẻ đúng không, rồi mình quyết định chính xác đúng không, mình chỉ nghĩ căn bản vậy thôi, mình cũng phải ngồi nữa. Phú Hồ Chi á, nó có những cái lợi hại hơn là điện á, nó sẽ quay vòng vòng trong cơ thể mình nè, mà mắt thường mấy con không thấy, dù thấy thì từ đó nó mới thanh lọc ra những cái nó làm cho mình có nhiều hào quang, nhiều cái hào quang lên. Cái hào quang lên là nó giống như cái siêu vậy đó, mình không có bị bệnh, rồi mình không có bị gạt, rồi mình lúc nào cũng siêu phấn chấn vui vẻ, chuyện lớn thế nào mấy con cũng nhìn thấy, giải quyết một cách nhẹ nhàng. Đó là ngồi thiền.